Chào cả nhà, chào mừng mọi người lại đến với kênh nấu ăn Aitokin Cook Kitchen. Món ăn hôm nay là món mì Ý nấu thịt bò băm. Cách nấu mì Ý bằng nước sốt cà chua tươi làm tại nhà với thịt bò băm hầm rau củ. Cách nấu mì pasta chuẩn vị giống người Italy. Mời mọi người cùng mình vào bếp và nấu món mì Ý này. Đầu tiên thì mình sẽ làm nước sốt cà chua. Cắt nhỏ một củ hành tây, củ nhỏ vừa. Cắt nhỏ khoảng 1 kg cà chua Roma. Cho 2 muỗng canh dầu ô liu vào một cái nồi có đáy dày và nấu với lửa nhỏ vừa. Khi dầu nóng, mình cho hành tây vào xào. Mình sẽ xào khoảng 4 đến 5 phút cho hành tây mềm. Sau đó mình cho một tép tỏi băm nhuyễn vào. Xào hành tây và tỏi thêm 1 đến 2 phút nữa cho hành tây và tỏi dậy mùi thơm. Cho cà chua cắt nhỏ và một muỗng canh nước sốt cà chua đậm đặc vào. Xào đều. Mình cho một chút xíu muối ăn và tiêu xay vào. Xào đều và để cho nước sốt cà chua nấu với lửa nhỏ khoảng 25 đến 30 phút cho đến khi mềm nhừ. Trong khi nấu thì thỉnh thoảng mình quậy đều để nước sốt cà chua không bị dính, cháy dưới đáy nồi và quanh viền nồi. Nước sốt cà chua đã nấu được 15 phút. Sau 30 phút, cà chua đã rất mềm và nhừ. Mình tắt bếp và cho nước sốt cà chua này chảy qua một cái rây lớn để lọc bỏ vỏ, hạt, cà chua và hành tây. Nếu không có cái rây lớn thì mọi người sử dụng miếng vải muslin màu trắng để lọc. Người Ý họ cũng lọc nước sốt cà chua này bằng vải muslin. Mình nghiền cho phần nước sốt chảy qua rây. Xong, mình vét hết phần nước sốt cà chua ở bên dưới rây xuống tô. Nước sốt cà chua đã xong. Mình rót vào ly có vạch đo lường để xem mình được bao nhiêu ml nước sốt cà chua. Được 650 ml. Cắt nhỏ khoảng 50g hành tím loại banana salad, băm nhuyễn một tép tỏi. Cắt 50g cọng cần tây và 50g cà rốt thành những miếng nhỏ để nấu nước sốt bò băm. Và chuẩn bị một lá nguyệt quế và nhục đậu khấu. Nếu không có lá nguyệt quế và nhục đậu khấu thì mọi người cũng có thể bỏ qua nha. Cho hành tím vào một cái nồi lớn với 2 muỗng canh dầu ô liu, nấu với lửa lớn vừa. Nếu không có hành tím loại này thì các bạn thay bằng nửa củ hành tây đỏ hoặc nửa củ hành tây thường cũng được. Xào vài phút cho hành tím mềm và thơm. Và cho cà rốt, cọng cần tây, tỏi băm và lá nguyệt quế vào. Xào đều và nấu cho đến khi rau củ mềm. Rau củ mềm, mình cho 300g thịt bò băm vào nồi. Dầm cho khối thịt bò băm này tơi ra. Nếu không thì nước sốt thịt bò băm sẽ bị đóng cục, sẽ không ngon. Vừa xào đều thịt bò với rau củ, mình vừa làm tơi thịt bò băm. Thịt càng tơi nhỏ thì nước sốt bò băm càng ngon. Cho khoảng 1/4 muỗng cà phê muối ăn, một chút xíu tiêu xay và 1 đến 2 muỗng canh nước sốt cà chua đậm đặc vào. Xào đều. Bào một chút xíu nhục đậu khấu khô vào. Xào đều cho thịt bò và rau củ ngấm gia vị. Sau đó mình cho khoảng 500ml nước sốt cà chua nấu lúc nãy vào. Xào đều. Nếu các bạn thích nước sốt cà chua thịt bò băm với rượu vang đỏ thì cho khoảng 60ml rượu vang đỏ vào. Nhà mình hạn chế cho nhiều rượu vào món ăn. Thỉnh thoảng với món bắt buộc phải có rượu mới ngon thì mình mới cho vào. Tiếp tục cho khoảng 500ml nước lạnh vào. Quậy đều và nấu với lửa lớn vừa cho đến khi nước sốt sôi. Sau đó mình hạ lửa nhỏ xuống và nấu nước sốt bò băm với lửa nhỏ khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi cho đến khi thịt bò băm mềm và rau củ mềm nhừ. Trong khi nấu thì thỉnh thoảng mình quậy đều nước sốt này. Và nếu nước sốt quá đặc thì mình châm thêm một ít nước sôi vào. Sau 1 tiếng bò băm đã chín mềm, rau củ mềm nhừ và nước sốt đã đủ đặc để áo sợi mì. Mình nêm nếm lại, cho thêm một chút muối nếu cần. Bên cạnh đó, mình nấu sôi một nồi nước và một muỗng cà phê muối ăn để luộc sợi mì Ý. Hôm nay mình nấu mì Ý bằng sợi mì mỏng và lớn này. Mọi người muốn sử dụng loại sợi mì nhỏ hơn hoặc sợi spaghetti đều được nha.
Khi nước thực sôi, mình cho khoảng 360g sợi mì ý vào. Đây là sợi mì tươi mình mới làm xong, nên mình luộc khoảng 2 phút đến 2 phút rưỡi là sợi mì đã chín. Nếu các bạn sử dụng sợi mì ý làm sẵn bán trên thị trường thì các bạn luộc sợi mì theo hướng dẫn trên bao bì nha. Trước khi chế mì ra rổ thì mình múc khoảng 2 va nước luộc mì ra và cho vào một cái tô hoặc cho thẳng vào nồi nước sốt thịt băm. Quay lại nồi nước sốt, mình tăng lửa lên lửa lớn vừa và vớt lá nguyệt quế ra bỏ đi. Mình nhanh tay cho sợi mì ý vừa chế ra rổ vào. Sau đó mình cho 2 va nước luộc sợi mì ý vào. Xào đều cho nước sốt áo đều từng sợi mì và tiếp tục nấu khoảng 1 đến 2 phút nữa cho đến khi nước sốt đặc lại. Mình tắt bếp và dọn mì ý ra đĩa ăn kèm với phô mai parmesan vào. Chúc các bạn nấu thành công món mì ý sốt thịt bò băm này cho gia đình, người thân và bạn bè của mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này.